bản chất của tiền, nghe để giàu bền vững. Chào mừng các bạn đã đến với Hiểu về Tâm trí. Đây là kênh thông tin chia sẻ về luật hấp dẫn, những chia sẻ cụ thể trên hành trình thức tỉnh tâm linh, những mẩu chuyện bài học cuộc sống với mong muốn là đưa chúng ta gần gũi hơn với sự giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc, bình an và yêu thương cực mạnh, giúp bạn lập trình lại tiềm thức, phát triển tư duy, nâng cao tần số rung động, thu hút những điều đẹp đẽ mà bạn mong muốn, từ đó thì làm cho cuộc sống của bạn thay đổi một cách tích cực. Các bạn biết không, thật ra thì mỗi người sinh ra, chúng ta đều đã có một túi tiền. Túi tiền này thì có kích thước lớn nhỏ tùy từng người, nó sẽ không hoàn toàn giống nhau. Số tiền này thì có thể tiêu ở bất kỳ không gian nào. Các sinh vật ở bất kỳ tầng cảnh giới nào thì cũng đều thèm khát cái túi tiền này. Túi tiền này sẽ biến hóa tại mỗi tầng là khác nhau, mỗi tầng thì nó lại ở trong một dạng khác nhau. Tại cõi của các thần trong kinh Phật gọi là cõi chư thiên, vị nào có túi tiền lớn hơn thì sẽ tỏa ra mùi hương mạnh hơn, ánh sáng sẽ chói lóa hơn. Tại cõi của các cầm thú thì túi tiền con nào lớn hơn, con đó sẽ luôn được ăn thịt và đẻ nhiều con hơn để duy trì nòi giống, sẽ không bị các con khác ăn thịt. Tại cõi của con người huyền ảo, túi tiền của con nào lớn hơn thì sẽ được sinh ra trong bụng của một bà mẹ có ngoại hình trang nhã, được gói bọc trong nhung trong lụa, từ thuở còn nằm trong nôi, được kẻ với người bồng người bế. Lớn lên khi bước chân vào đời, cứ đi đến đâu thì lại gặp may mắn và trải thảm đó. Vạn sự trong cuộc sống người đó làm thì đều viên mãn. Chạm tay vào công việc phát vượng. Chạm tay vào tình ái thì tình ái siêu vẹo đủ theo tâm tư mà họ muốn. Khí phách của người đó bất phàm thần thái. Ở nơi nào người đó tới, nơi đó có hào quang tỏa nắng trong một đám đông. Túi tiền đó thì được Phật gọi là ông Phúc hoặc là Phước Báo. Có những người khi chuyển sinh thì mang theo được túi tiền lớn, họ là những đại gia bất động sản, ông chủ ngân hàng hay là những ông trùm kinh doanh trong một lĩnh vực nào đó. Có những người thì mang theo túi tiền vừa, họ sẽ làm ông chủ, bà chủ cho các quán dịch vụ cửa hàng vé. Có những người thì chỉ mang theo một túi tiền nhỏ, họ sẽ sống theo cuộc sống của công chức, lương ba cọc ba đồng. Họ không cảm tạ với cuộc đời, nhưng mà lâu dần họ sẽ hư hào sứt mẻ với cuộc đời. Còn có những người thì chẳng mang theo được túi tiền nào cả, họ thậm chí là còn chẳng mang theo điều gì. Họ chỉ nhanh tay lượm được vài đồng trước khi mà vòng xoáy chuyển sinh cập đến. Có thể nói là toàn bộ xã hội, các ngành, các nghề thì đều bị sự an bài của phúc đức sắp xếp. Tất cả thì đều được sinh sống trong một giai tầng nhất định, mà nhân gian thì thường gọi đó là phúc phận đời người. Đây chính là bí mật thứ nhất, khoa phước báo vô hình. Trong âm phần thì chính là túi tiền của bạn trong kiếp này. Tiếp đến có một điều vô cùng quan trọng mà rất ít người biết, cũng rất là ít thầy đồng, thầy pháp hay thầy bói biết điều đó. Đó là cái mà người ta gọi là kiếm tiền. Thật ra thì chính là đang thao túng trong bệnh mình có. Và thực tế thì cũng có rất ít người nhận ra bản chất của tiền. Ngày xưa thì tiền chỉ là giấy, nhưng bây giờ thì nó là polymer. Và thứ mà gọi là tiền này, nó hiển thị ở muôn hình vạn trạng. Tiền là những con số khô khan, đó là tiền trong tài khoản, nó không có hình tướng cố định. Mỗi quốc gia thì lại có một đồng tiền riêng, giữa các đồng tiền khác nhau lại có sự chênh lệch về tỷ giá khác nhau. Công nghệ in tiền và công nghệ cảnh báo trong ngân hàng là bí mật quốc gia. Dầu là khác nhau, thế nhưng mà tiền thì có một bí mật chung. Đó là giới hạn kiếm được về bao nhiêu, nó phụ thuộc vào cái gọi là tài khố. Tài khố chính là cái mà chúng ta đem theo để đựng tiền trước khi chuyển sinh. Có những người thì cả đời cố gắng cũng chỉ có được một cuộc sống ở tầm trung lưu. Có những người cả đời ngửa lên mặt để kêu trời, cúi mặt xuống để trách đất thì cũng chỉ ở tầng hạ lưu. Họ sinh ra đã ăn mày, nhắm mắt xuôi tay hết đời thì vẫn là ăn xin nghèo túng. Bởi vì sự thật cuộc đời này không phải cứ ta khổ thì tiền sẽ thương hại mà đến. Cũng chẳng phải là người khác cứ thấy giàu sang là đến rồi có đủ rồi thì cười khẩy mà đi. Một khi mà đem nó chuyển thành tiền bạc trong cuộc sống này bằng những thương vụ đầu tư, bằng công việc, bằng sự kết hợp làm ăn, thì thứ tiền bạc này cũng ở cõi trần gian không thể nào mà sánh được với nguyên thần của người đó khi mà mang sang kiếp khác. Đó chính là lý do tại sao mà nhà Phật nói tiền bạc là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang đi, nó là như vậy. Nếu cuộc sống tại đời này mà quá khó khăn và thiếu thốn về vật chất,
Mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời của mình vương giả hơn về tiền bạc là không sai. Thế nhưng nếu như cuộc sống bản thân của bạn ở một ngưỡng nào đó để hài lòng, nếu cứ cố gắng kiếm tiền chính là tự đổi lại thứ quý giá nhất cho bệnh tật, rồi mang đống giấy lộn kia mà vô nghĩa. Đống giấy lộn này thì không thể nào mà dùng trong không gian khác được. Nó y hệt như việc là dùng kim cương để đổi lấy đá cuội. Thứ đá cuội này cuối cùng thì cũng không thể nào mà cùng nguyên thần của con người để mang sang chiều không gian khác. Phần lớn tiền con người kiếm ra đều để phục vụ. Khi mà muốn mua biệt thự xa hoa, mua siêu xe hay là mua đồ hiệu để đắp vào thân, dùng tiền để gia tạo danh tiếng. Theo thống kê, một biệt thự xa hoa có đến 70% là để đó và không dùng tới. Một siêu xe sang có tới 70% là không cần thiết cho việc di chuyển. Cả một đời người ròng rã vất vả kiếm tiền, thế nhưng 70% lại cho kẻ khác chi tiêu. Những kẻ đó chúng ta vẫn thường gọi dưới cái tên mỹ miều là con cháu. Mà thực tế là những điều này đều phải dùng từ thứ quý giá nhất trong sinh mệnh của mình, đó là âm phần để chiết xuất ra. Vậy thì đến đây, chúng ta có thể thấy là bản thân mình có thực sự thông minh hay không? Trong thế kỷ 21, con người ta ngày càng quan trọng về vật chất, kiếm tiền bất chấp mọi thủ đoạn, cứ cố gắng vì tiền mà mòn mỏi suốt cả cuộc đời để chạy theo tiền mà không màng tới tấm thân con người quý giá của bản thân mình. Tiền không phải muốn kiếm là sẽ kiếm được, mà cũng không phải là không muốn kiếm thì tiền sẽ không đến. Khi trong mình có lượng âm phúc lớn, tiền bạc kia cũng sẽ tự gõ cửa mà tới tận nhà. Đó chính là bí mật thứ hai của tiền trong cuộc đời của bạn. Vương giả hay nghèo túng cũng là một tay sao lượng âm phúc, và chỉ số của lượng âm phúc đó thì luôn thay đổi với từng hành động của ta trong kiếp sống này. Tôi sẽ lấy ví dụ như thế này. Một nửa đời người cống hiến hy sinh cho tổ chức cơ quan nào đó, dành cả đời người của họ tận tụy trung thành phục vụ, thành tâm với công việc tới khi mà đạt được thành quả cao, họ sẽ được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo. Không muốn giữ tiền thì tiền cũng sẽ tự gõ cửa mà đến. Khi đó thì có không muốn nhận cũng không được. Còn có những người thì làm lụng cả đời vất vả, số tiền tích góp kiếm được thì nó sẽ phù hợp với số tiền cho mệnh học. Có ví dụ như có một vụ tai nạn nào đó rồi phải đền tiền, hay là con cái thì chơi bài lô đề, báo nhà nguy hiểm hơn cả thân xác của họ, rồi bạn sẽ thấy đột nhiên bệnh tật xuất hiện, phải dùng đến tiền đấy mà chữa chạy. Đây chính là quy luật thứ ba của vũ trụ. Cái gì thừa ra thì sẽ bị lấy đi, còn cái gì thiếu sẽ được thêm vào. Cơ chế của việc lấy đi hoặc thêm vào, nó không quy định dưới một hình tướng nào cả. Nó sẽ đổ ra dưới dạng nhiều ngóc ngách khác nhau. Nhiều khi có những người sau khi mà trúng một vố xổ số lớn, đột nhiên lại đổ trọng bệnh mà qua đời. Phần lớn có những người giữ tiền mà không tiêu, thường sẽ đổ bệnh vào bản thân một cách không ngờ tới. Và tôi xin phép được chia sẻ một bí mật cuối cùng. Có một cách duy nhất để chúng ta có thể tăng kích cỡ của chiếc túi đựng tiền trong bản thân mình. Đó chính là chúng ta hãy làm thật nhiều việc cùng đức và phúc cho người, cho đời, cho xã hội. Cái túi ở không gian vô hình này nó sẽ được mở dần ra với cái quy luật là cái thừa thì sẽ bị lấy đi và cái thiếu thì sẽ được thêm vào túi của ta. Cuối cùng hãy nhớ rằng hạnh phúc thì đều có thể thay đổi được. Không có người nào không có nổ một hạt cơm để bố thí cho một con kiến cả. Hãy cố gắng để tích phúc cho bản thân mình ngày càng nhiều càng tốt tại những tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Đừng để đến lúc hoàn cảnh sống thắt chặt, không có chỗ để mà xoay sở. Lúc đấy thì cuộc sống vốn dĩ chẳng còn dễ dàng gì nữa. Lúc đó mới ngửa mặt lên trời để oán trách và căm phẫn cuộc đời mình thì cũng quá muộn rồi. Video của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Trong bạn đang có suy nghĩ gì? Bạn có thể chia sẻ xuống phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi được không? Tôi rất mong nhận được những chia sẻ từ bạn. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng với Hiểu Về Tâm Trí. Nếu mà đã xem đến đây, bạn cảm thấy yêu thích về chủ đề cũng như các nội dung giá trị của kênh, bạn có thể để lại nút like, đăng ký kênh, nhấn quả chuông thông báo hoặc là chia sẻ video này với những người mà bạn nghĩ là họ cần nó. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cùng chúng tôi lan tỏa những điều tích cực đến với cuộc sống này.